ngồi đó mà hát vui vơ nữa. Cái tính hậu đậu của bà á, hồi nãy á bà đi siêu thị ra bà có cầm theo cái đống hải sản mà bà mới mua chưa? Mà tưởng sao mà tôi quên được, tôi có để là ghế sau rồi nè. À mà quên nữa, bà Trang Hữu á, chạy về lẹ lẹ đi nha, cái đống hải sản này phải bỏ vô tủ lạnh liền đó. Không ừ, tôi biết rồi. Sao tự nhiên tắt máy luôn rồi? Họ xuống coi thử coi chừng xe mình có cán vô cái gì không? Ờ. Trời ơi, bị cái gì vậy trời? Trời, sao máy nóng hổi vậy nè? Máy nóng hả? Để mở ra thử. Ủa không có gì dưới đây nữa, bà kiểm tra máy lại đi. Wow, nóng quá vậy. Ê da, cẩn thận coi chừng phỏng đó bà ơi. Ồ, để tôi coi coi. Không biết nó có bị sức tháo cái gì không mà sao. Ủa? Đói rồi. Cái gì vậy nè? Cái gì vậy bà? Bộ dướng gì chậu hả? Ồ, tôi cũng không biết nữa. Từ từ coi chừng phỏng á. Ủa bà, sao sao cái này lại có trong thùng xe tôi vậy? Xe của bà mà sao bà hỏi tôi? Sao trời, sao mà nó vô trong đó được vậy? Có người nào bà ăn mì rồi bà bỏ quên chảo không? Không, làm gì có. Trời, bà kiểm tra còn lại coi cái gì nữa nè. Còn gì nữa? Coi chừng phỏng đó. Ừ. Hả? Sao cái này nó vô trong máy xe tôi được vậy? Xe của bà sao bà hỏi tôi? Sao mà trời, sao mà trong xe tôi toàn là mấy cái thứ gì đâu không vậy nè? Trời đất ơi, ai bỏ vô vậy trời? À, tôi biết tại sao xe của tôi hay bị hư rồi. Thế nào trong hầm giữ xe phải có người nào đó ghét tôi, cho nên mới cố tình bỏ mấy cái này vô trong máy xe của tôi vậy nè. Kim Chi ơi, thật ra không có ai ghét bà đâu, mà chắc là do xe bà cũ á, nó tưởng cái thùng rác á, cho nên nó mới bỏ vô vậy. Ai nói, tôi thấy xe tôi còn mới lắm mà. À, thì cứ vậy đi. Nhưng mà con còn vướng cái gì nữa không? Rồi xe vậy rồi có chạy được nữa không bà? Chết rồi, rớt phụ tùng mà ra hết rồi kìa. Cái này là cái gì nữa trời? Rồi, có tình hình vậy hả? Cái đống hải sản của tôi hư hết bà ơi. Bà kiểm tra lại kỹ coi. Không biết là có sao không. Trời rồi, hải sản của tôi phải bỏ tủ lạnh liền bà ơi. Bà từ từ đi, tôi cũng đâu có muốn đâu nè. Bây giờ tôi không có biết phải sửa cái gì đây nè. Cô giáo. Xui quá. Chào em, Kim Chi. Ủa, xe hư nữa hả? Em chào chị. Ủa, đâu có chị. Nghe nói là xe em sắp vào viện bảo tàng rồi phải không? Trời, ai mát miệng với chị? Thì những người có vinh hạnh đi xe em đó. Mẹ nè, anh Hạnh nè, Minh Mẫn, có Long nữa. Chị còn nghe nói là xe em mọi người lên trển ngồi xém nữa là bị ngộp thở. Rồi mẹ còn kể là đang chạy tự nhiên xe, cái bánh xe nó văng ra, cái cửa tự rớt xuống luôn. Có không? Dạ. Cô giáo. Dạ. Cô may mắn quá nha. Mạng rất lớn luôn á. Đi chung xe Kim Chi lâu như vậy mà không bị gì hết. Dạ không có. Bữa nay em mới đi à, chứ bình thường em đi xe của em. Ừ, đúng rồi. Mình phải bảo vệ tính mạng của mình. Bây giờ cô có cần quá gian xe tôi không? Ôi, dạ hả chị. Ừ. Được vậy thì tốt quá. Ừ, chị đi. Mà thôi. Thôi khỏi đi chị. Chị cứ đi trước đi. Đâu có sao, mà đi đi. Đúng rồi, không được rồi Kim Chi, tôi phải đi về liền. Chị cho em quá gian về nhà nha. Được, tại được. Vì cái đống hải sản của em là phải bỏ tủ lạnh liền. Kim Chi ơi, tí nữa có dịp bà kêu xe tới kéo xe bà về nha, quên mất cái đống hải sản của tôi. Em dâu, chị đi trước nha. Chào chị. Tí nữa về tới nhà tôi nhắn tin cho bà nha. Hải sản hư hết nha, nha Kim Chi nha. Bye bye bà. Bye bye. Xe tới kéo.
trời. Em còn theo chị hả em dâu? Em tự tin quá rồi đó. Sức rồi đó em dâu. Kim Chi ơi, hình như xe mình bốc khói rồi bà ơi. Ai đã bị giờ này chứ? Chết rồi. Bà tắp cái này Kim Chi ơi, nguy hiểm quá hả? Coi chừng lấy xe đó nè. Nè. Không phải là bị giờ này chứ, đừng có như vậy mà. Kim Chi ơi, tắp vô đi. Cái gì vậy? Xuống đi bà. Trời, trời kì... bà bị cái gì vậy? Trời ơi. Nè, không có bị nổ chứ? Chắc là không đâu. Xe mình chạy từ sáng tới giờ cũng hết xăng rồi. Cùng lắm á thì cháy rụi xe thôi à. Hả? Trời ơi, tại sao bị lúc này chứ? Xe hư hả em? Làm gì có chị? Rồi có cần chị giúp đỡ gì không? Không cần đâu chị. Cảm ơn chị đã quan tâm nha. Chắc là em đang cố gắng đuổi theo chị nên nó mới bị như vậy đúng không? Làm gì có, em với bà Hiền đang đi chơi mà. Có chắc là không cần chị không? Em đã nói là không cần mà, em tự lo được. Cảm ơn chị nha. Cô giáo. Dạ. Cô có muốn qua giang xe tôi không? Dạ. Dạ thôi chị, em không có sao hết trơn, em cảm ơn chị. Cô giáo, cô đứng xa xa cái xe ra, nó bốc khói rồi, tôi thấy nguy hiểm lắm á. Kim Chi, thiệt một lần nữa là không cần chị giúp đỡ. Dạ không chị. Trễ rồi đó nha. Không, em cảm ơn nha. Vậy thôi chị đi nha. Chị đi bình an nha chị. Dạ bye bye chị. Nhìn cái thái độ là biết mỉa mai mình rồi, bà đã có ý tốt nữa chứ. Làm sao bà không đi với chị đi, tôi tự lo được mà. Bà khùng quá à, làm sao mà một mình bà tự lo được. Nếu mà có đi hai người cùng đi chung hoặc là nhờ chị giúp, chứ làm sao mà tôi bỏ bà ở đây một mình được. Tụi mình là bạn mà. Xe bị cháy nhiều quá, còn phải nhiều linh kiện mà tôi không có sẵn ở đây, phải đợi tới mai thôi. Vậy tính sao giờ bà? Tôi cũng không biết nữa. Nè, chắc bây giờ tôi với bà phải đi kiếm khách sạn hay nhà nghỉ nào ngủ đỡ quá, rồi mai tính tiếp. Đúng rồi, phải vậy quá. Anh ơi, anh có biết gần đây có nhà nghỉ hay khách sạn nào không vậy? Tôi biết gần đây có khách sạn, cách đây 200m nè. Ở đây, hướng này hả anh? Này nè. Dạ, cảm ơn anh. Thôi chị. Hả? Không còn phòng nào luôn hả? Dạ chị, vừa có một chị thuê hết tất cả số phòng còn lại rồi chị. Nhưng mà ít nhất cũng còn một phòng để ở chứ hả? Đúng, làm rồi. Ơn đi. Dạ em thiệt lòng xin lỗi chị, khách sạn bên em không còn phòng nào cho tới 12 giờ trưa ngày mai. Chứ rồi. Bây giờ sao Kim Chi?
toàn bộ chắc chứ. Em ơi. Ủa? Trời ơi, có duyên quá vậy. Dạ, em chào chị. Chào cô. Em dâu. Dạ. Chào chị, có duyên ghê á. Hai người đặt phòng hả? Dạ, tụi em tới tìm phòng nhưng mà không còn phòng nào trống hết á chị. À, biết sao không? Chị đặt hết rồi. Tại gần đây có hội thảo nè, cho nên chị phải đặt hết phòng để cho đối tác của chị đó mà. À, vậy hả? Nhưng mà hai người có muốn ở chung phòng với chị không? Tại vì phòng chị tới hai giường lận. Dạ, nếu được vậy thì tốt quá. Em cảm ơn chị. Em tự lo được mà chị. Vậy còn cô giáo, cô có muốn đi lên phòng với tôi không? Còn ai không lên thì thôi. Tại vì á, theo như tôi biết á, thì 3 cây số nữa mới có một cái khách sạn khác mà tôi nghĩ là cũng full phòng hết rồi, tại đây là gần khu du lịch mà. Em ơi. Dạ. Cái buổi ăn tối của đối tác của chị sao rồi em? Dạ, tất cả mọi việc xong rồi chị. Cảm ơn em. Dạ. Cô giáo, tôi lên trước nha. Dạ. Bà có thoải mái không vậy? Tất nhiên là không thoải mái bằng khách sạn rồi. Nhưng mà ngủ tạm vậy cũng được. Nè, mà sao bà không ở lại khách sạn ngủ với chị đi? Bà nghĩ sao vậy? Làm sao mà tôi có thể nào bỏ bà một mình được? Tôi phải ở đây với bà chứ. Vậy thì á, tụi mình nói chuyện với nhau tới sáng luôn ha. Tất nhiên rồi, chứ vậy làm sao mà ngủ được. Nè, nói chuyện một hồi nha, ai mà ngủ trước là sáng mai đóng phạt đó. Bà thua chắc luôn á. Cái để hậu đậu của bà thì bà nằm mà ngủ liền à. Để coi. Dù sao á thì bà cũng là bạn tốt của tôi thiệt á. Kiều Chi. Hả? Ủa chứ bà cũng vậy, vậy bà nói tôi. Tại vì bà vô trước tôi vô theo chứ bộ.